Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta đây là một con quái vật thật sự. Một chiếc SUV 7 chỗ thương hiệu Hàn Quốc và đã tồn tại rất lâu ở Việt Nam. Đó chính là Hyundai Santa Fe. Và hôm nay thì Hyundai Lê Văn Lương chúng tôi giới thiệu đến các bạn chiếc Santa Fe máy dầu số tự động. Và đây là phiên bản thường, tức là phiên bản có giá bán rẻ nhất. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán ra ở mức là 1 tỷ 060 triệu các bạn ạ. Đây là cụm đèn này, rất là tuyệt vời. Đèn bi LED, là rằng phải nói là cái ấn tượng đầu tiên về chiếc Santa Fe này đó là nó quá đẹp. Các bạn thấy cái nước sơn này rất là sâu, là rằng đúc phanh đĩa rất là lớn. Bên hông xe này chúng ta có gương chiếu hậu chỉnh điện này, cụp điện và tích hợp cả xi nhan trên gương. Tay nắm cửa thông minh. Phiên bản thường này chúng ta sẽ không có cái tính năng gọi là cảnh báo điểm mù trên gương giống như phiên bản cao cấp. Đây là phần hông xe. Phần hông xe của chiếc Santa Fe này nó thay đổi khá nhiều so với cái bản cũ đấy. Toàn bộ đèn cũng được thiết kế lại này, thanh mảnh hơn và được tạo hình dạng 3D. Đây là ký hiệu phiên bản 2.2D, có nghĩa là máy dầu 2.2. Chiếc xe này thì dẫn động cầu trước thôi các bạn nhé. Phiên bản cao hơn chúng ta sẽ có cái hệ dẫn động hatchback, có nghĩa là 4 bánh toàn thời gian. Và đây là một loại dẫn động thông minh. Cốp của xe sử dụng cốp điện. Santa Fe thì vẫn như thường lệ thôi, được trang bị rất nhiều option đồ chơi. Đây là cái khoang không gian khi mà chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba lại, rất là rộng để các bạn có thể thoải mái mà để đồ. Chiếc Santa Fe này thì đang được Lê Văn Lương hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe. Tức là quý khách chỉ cần chuẩn bị cả tiền đăng ký các thứ ở Hà Nội thì chỉ cần khoảng 250 triệu thôi là đã có thể mua được xe rồi. Với những khách hàng ở tỉnh mà có nhu cầu đăng ký biển Hà Nội thì Hyundai Lê Văn Lương chúng tôi hoàn toàn cũng có thể hỗ trợ được. Không cần sổ hộ khẩu các bạn có thể lấy được biển Hà Nội. Chi tiết như thế nào để hỗ trợ thì các bạn liên hệ với số hotline bên dưới. Chúng ta sẽ ngó qua một chút về nội thất của chiếc xe. Phiên bản này thì sẽ sử dụng ghế da màu đen. Hiện tại trên thị trường thì Santa Fe này có tới 6 phiên bản cơ. Và đây là phiên bản dầu rẻ nhất trong các loại dầu. Sau đó thì cao hơn một chút phiên bản này chúng ta sẽ có dầu đặc biệt này. Và cao nhất đó chính là phiên bản dầu cao cấp sử dụng ghế da bò mà mới ra mắt cách đây không lâu. Đây là tổng thể khoang cabin của xe. Thật ra Hyundai Santa Fe này tôi nghĩ là sẽ không có nhiều người chê được về cái thiết kế mới của nó. Vô lăng này rất là tuyệt vời. Và càng ngày nó lại càng giống xe Đức nhiều hơn chứ không giống xe Hàn. Màn hình DVD được thiết kế đẩy hẳn lên trên, giống như cái đàn em Kona mà mới ra mắt cách đây không lâu. Điều hòa hai vùng độc lập, hộp số tự động, thiết kế rất là đẹp luôn. Các bạn lưu ý là phiên bản này thì chúng ta sẽ không có cái phanh tay điện tử nhé. Các phiên bản cao hơn thì mới có phanh tay điện tử đi kèm với tính năng auto hold. Hiện tại tại chiếc Santa Fe này chúng tôi đang có rất nhiều màu: trắng, đen, đỏ, xanh. Xe thì có thể giao ngay được tại đại lý Hyundai Lê Văn Lương. Chi tiết về khuyến mại và giá bán các bạn vui lòng và liên hệ với số hotline bên dưới để nhận được thông tin chính xác nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những cái video clip tiếp theo. Xin chào ạ.